Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 7 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin kẹt giữa Phạm Minh Chính và Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc trên đè dưới búa. Ghế Tổng Bí thư là quyền lực nhất, ghế Thủ tướng là quyền lực lớn thứ nhì. Ghế Chủ tịch nước không có quyền lực nhưng cũng không còn triệt vọng gì. Và ghế Chủ tịch Quốc hội tuy không có thực quyền nhưng còn triệt vọng. Như vậy, ghế Chủ tịch nước là kém nhất, chẳng ai muốn ngồi, chỉ có Nguyễn Xuân Phúc hết thời nên mới ngồi vào đó cho có danh mà thôi. Thời buổi bây giờ, tình hình chính trị luôn biến động khó lường. Trung ương Đảng khóa 11 đã chứng kiến cái chết của ông Phạm Quý Ngọ và ông Nguyễn Bá Thanh. Trung ương Đảng khóa 12 thì chứng kiến căn bệnh lạ với Đinh Thế Huynh khiến ông phải rút lui khỏi chính trường và cái chết bí ẩn của ông Trần Đại Quang. Hiện nay ghế thì nhiều, người thì đông nên đấu đá rất khốc liệt, thậm chí có thể diệt lẫn nhau theo nghĩa đen cũng có thể xảy ra. Quyền lực là công cụ lợi hại cho một quan chức, để loại người khác cũng cần phải có quyền lực đủ mạnh, và để bảo vệ cho mình thì cũng cần phải có quyền lực. Ở chức vụ nào thì quan chức cần quyền lực tương xứng với chức vụ đó. Nếu quyền lực mà quá so với chức vụ thì lấy gì tiến thân và cũng lấy gì để che chở cho chính mình khỏi bị kẻ thù tiêu diệt. Vì vậy, làm gì thì làm, trong tay cần phải có quyền lực. Sự đấu đá như đấm bốc vậy, phải đồng hạng cân thì mới cửa thắng. Còn nếu khác hạng cân thì đấu nhau thì người nhẹ hơn liệt luôn thiệt thòi. Làm như thế chẳng khác nào lấy trứng chọi đá cả. Đây là hình ảnh dường như vì đấu với hạng cân lớn hơn, ông Nguyễn Bá Thanh đã đột ngột xanh cỏ. Phạm Quý Ngọ phải bị ung thư cấp tốc và từ trần trong vòng một tháng bởi vì vụ án nhận hối lộ có liên quan đến ông Trần Đại Quang và Nguyễn Tấn Dũng. Đối đầu với hạng cân lớn hơn nên ông Phạm Quý Ngọ phải chịu thiệt. Hay như Nguyễn Bá Thanh đã đấu với người có hạng cân lớn hơn nhiều nên phải chuốc họa vào thân và ông ta đã đột ngột dường như bị đầu độc. Ông Nguyễn Tấn Dũng vừa là Ủy viên Bộ Chính trị vừa là Thủ tướng quyền lực bao trùm khắp đất nước. Còn Nguyễn Bá Thanh là võ sĩ hạng nhẹ, ông ta chỉ là Ủy viên Trung ương Đảng và nắm một ban nội chính nhỏ bé thì đâu có đồng cân với ông Nguyễn Tấn Dũng nên thua là phải. Nguyễn Xuân Phúc so với Nguyễn Phú Trọng như nằm dưới búa. Về hiệu ứng xã hội, ông Nguyễn Xuân Phúc tạo ấn tượng rất tốt với thành phần không nhỏ người dân trong cả nước. Có thể nói trong Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay thì ông Nguyễn Phú Trọng là người có uy tín cao nhất trước một số thành phần dân chúng. Tuy nhiên, xét trong Đảng mà đặc biệt là trong Bộ Chính trị thì ông Nguyễn Phú Trọng ắt phải là người đáng sợ. Nếu không dè chừng thủ đoạn của ông Nguyễn Phú Trọng thì có khi hối hận không kịp. Bại tướng dưới tay ông Nguyễn Phú Trọng là danh sách dai dằng dặc chứ không phải là ít. Trong đó phải kể đến hai nhân vật được cho là thanh củi bự nhất hiện nay, đó là ông Nguyễn Tấn Dũng và Lê Thanh Hải. Nếu không có Nguyễn Phú Trọng thì rất có thể giờ đây ông Nguyễn Tấn Dũng đã thay ông Nguyễn Phú Trọng làm mưa làm gió ở chính trường, muốn làm gì thì làm, muốn tạo cho mình suất đặc biệt thì không có gì khó khăn cả. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Xuân Phúc. Bại tướng của ông Nguyễn Phú Trọng còn có Trần Đại Quang, người được cho là đã bị đầu độc thành công ông Phạm Quý Ngọ, bị bệnh ung thư đúng như quy trình để kết thúc vụ án. Sau cú thoát, ngoạn mục đó, tuy ông Nguyễn Phú Trọng chưa làm gì được ông Trần Đại Quang, nhưng ông Trọng cũng không quên. Nói theo ngôn ngữ bình dân là Nguyễn Phú Trọng có tính thủ dai. Có tính thủ dai mà đa mưu túc kế hơn người thì không sớm thì muộn, ông Nguyễn Phú Trọng cũng trả sòng phẳng những gì cho là ông đã bị thua. Và thực tế đã cho thấy ông Trần Đại Quang chỉ ngồi ghế chủ tịch nước giữa nhiệm kỳ cũng phải bị loại và để lại chiếc ghế trống cho ông Trọng ngồi lấy. Với một con người như vậy thì việc ông Nguyễn Xuân Phúc ngồi vào chiếc ghế của ông Trần Đại Quang, một chiếc ghế đã từng thuộc sở hữu của ông Trọng, thì cho thấy ông Phúc không được an toàn cho lắm. Theo thứ tự tứ trụ thì Tổng Bí thư đứng trên Chủ tịch nước. Điều đó có nghĩa là số phận của Nguyễn Xuân Phúc chẳng khác nào đang nằm dưới búa. Cái búa đó chính là ông Nguyễn Phú Trọng. Nên nhớ, ông Trọng đã ra tay lạnh lùng với ông Trần Đại Quang thì không loại trừ khả năng ông có thể làm điều đó với ông Nguyễn Xuân Phúc nếu có thể. Ngồi gần ông Nguyễn Phú Trọng mà không có quyền lực gì nhiều, ông Nguyễn Xuân Phúc khó mà đỡ được nếu ông Nguyễn Phú Trọng ra tay. Và ông Nguyễn Xuân Phúc so với Phạm Minh Chính như nằm trên đè. Trong khoảng 6 tháng vừa qua,
nhìn chính trường của Đảng Cộng sản Việt Nam, người ta thấy dường như diễn viên chính cho sân khấu này là ông Phạm Minh Chính. Nguyễn Phú Trọng đã đóng vai người sắp hết, thời hạn còn lại trong Phạm Minh Chính thì đóng vai kẻ đang lên. Từ trưởng ban tổ chức Trung ương, tưởng như ông Phạm Minh Chính lên một bậc thay cho ông Trần Quốc Vượng làm thường trực ban bí thư. Nhưng không phải vậy. Ông Chính đã tạt ngang qua chính phủ và chiếm chiếc ghế của ông Nguyễn Xuân Phúc. Vị trí trưởng ban tổ chức Trung ương chỉ có quyền lực hạn chế trong đảng. Và trong đảng, vị trí trưởng ban tổ chức của ông Chính vẫn xếp dưới vị trí thủ tướng rất xa. Vì vị trí thủ tướng thuộc tứ trụ, còn trưởng ban tổ chức Trung ương thì ở ngoài nhóm này. Như vậy thì ngay khi làm trưởng ban tổ chức, ông Phạm Minh Chính ắt có thực lực ngầm hỗ trợ phải rất mạnh so với ông Nguyễn Xuân Phúc. Việc đoạt ngôi thủ tướng của Nguyễn Xuân Phúc đã làm cho giới đánh giá chính trị trong và ngoài nước đặt Phạm Minh Chính vào vị trí trung tâm của sân khấu chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian tới. Và việc ông Phạm Minh Chính chiếm ghế của Nguyễn Xuân Phúc chỉ là bề ngoài, còn bên trong thì ngay trong chính phủ. Người của ông Phúc rất nhiều, không thể ngày một ngày hai mà dẹp hết những phần tử trung thành với Nguyễn Xuân Phúc, cố tình muốn phá ông tân thủ tướng cho được. Bên cạnh đó, với ông Nguyễn Xuân Phúc khi ngồi vào chiếc ghế chủ tịch nước, quyền lực của ông ta còn lại được nhiều hay ít thì phụ thuộc vào lực lượng thuộc hạ trung thành ở chính phủ mà âm thầm ủng hộ cựu thủ tướng. Chính thành phần này sẽ cản trở công việc của ông Phạm Minh Chính. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính và ông Nguyễn Xuân Phúc. Vì vậy, sau khi ngồi vào chiếc ghế thủ tướng, rất có thể ông Phạm Minh Chính xem ông Nguyễn Xuân Phúc là đối tượng cần phải hạn chế quyền lực. Trong ông Phạm Minh Chính có quyền lực cực lớn và Nguyễn Xuân Phúc có quyền lực rất hạn chế. Trong khi đó, về danh nghĩa, ông Nguyễn Xuân Phúc xếp trên Phạm Minh Chính. Ở vị trí cao hơn người ta mà thực lực yếu hơn người ta thì chẳng khác nào ông Nguyễn Xuân Phúc đang nằm trên cái đè Phạm Minh Chính. Không biết ông Nguyễn Xuân Phúc thích quyền lực như thế nào, chứ nếu mất chức thủ tướng mà không đoạt được chức tổng bí thư thì cũng nên về vườn. Không nên tham chức ghế không có thực quyền như chủ tịch nước như vậy. Và ông Nguyễn Xuân Phúc bị kẹt ở thế giữa là thế. Theo thứ tự, cao nhất là tổng bí thư mà cũng là người có thực quyền lớn nhất. Tiếp theo là chủ tịch nước nhưng không có thực quyền nhiều. Dưới chủ tịch nước là thủ tướng lại có thực quyền. Đứng giữa hai người có thực quyền lớn hơn mình thì có thể nói ông Nguyễn Xuân Phúc khó có tự do để mà làm gì cho được. Nếu tổng bí thư mà là người bất tài như ông Nông Đức Mạnh thì có thể nói nó sẽ tốt cho chiếc ghế chủ tịch nước. Không ai lường trước được nước cờ của Nguyễn Phú Trọng sẽ đi nên rất khó đỡ. Vào năm 2018 là một ví dụ. Năm ấy không ai nghĩ Nguyễn Phú Trọng sẽ nắm chiếc ghế chủ tịch nước, nhưng thực tế đã chứng minh suy nghĩ theo số đông là sai. Trong nhiệm kỳ 3 của Nguyễn Phú Trọng phải chiến đấu với hai đối thủ rất mạnh để đẩy họ vào lò. Nếu nói máy móc thì cần phải có mã lực lớn, còn con người làm chính trị như Nguyễn Phú Trọng thì ông ấy rất cần quyền lực lớn. Nếu với chức tổng bí thư mà Nguyễn Phú Trọng không làm gì được Lê Thanh Hải và Nguyễn Tân Dũng thì cũng rất có thể ông Nguyễn Phú Trọng lại cần thêm chức chủ tịch nước để đủ quyền lực xử lý những vấn đề gai góc, thì lúc đó số phận ông Nguyễn Xuân Phúc như chỉ mảnh treo chiếc chuồng mà thôi. Đây là hình ảnh ở cương vị mới, ông Nguyễn Xuân Phúc cần phải biết đi nhẹ nói khẽ. Phạm Minh Chính thì cố hạn chế quyền lực của vây cánh ông Nguyễn Xuân Phúc còn lại. Nguyễn Phú Trọng thì muốn lấy chiếc ghế chủ tịch nước một lần nữa, thì Nguyễn Xuân Phúc khó khăn thật sự. Trên sân khấu chính trị Việt Nam hiện nay có hai võ sĩ đồng hạng cân, đó là Nguyễn Phú Trọng và Phạm Minh Chính. Còn Nguyễn Xuân Phúc chỉ là hạng nhẹ. Tuy nhiên, nếu hai đối thủ này đấu nhau trong những năm sắp tới, thì chỉ cần đối thủ này đánh chật thì cũng có thể những kẻ gần đó như Nguyễn Xuân Phúc bị ăn đấm oan. Đấy là một viễn cảnh. Tình cảnh ông Nguyễn Xuân Phúc bây giờ cần phải đi nhẹ nói khẽ mà tránh va chạm hết mức thì mới có thể đi hết 5 năm nhiệm kỳ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 7 tháng 4 năm 2021 với bản tin kẹt giữa Phạm Minh Chính và Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc trên đè dưới búa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.